họ sẽ lựa chọn thêm một lượng sát thương theo thời gian nữa, đó chính là Azir trong tay của Kieho. Một đội hình rất cơ bản đến bên phía Dirac mà thôi. Nhưng vấn đề là liệu họ có đi đường đủ tốt để đảm bảo cho Spawn có một giai đoạn farm 6 vãi quái vật rừng đầu nó ổn định hay không? Và sẽ có một dấu chấm hỏi đặt ra rất to. Thật ra thì cái dấu chấm hỏi này đã có câu trả lời, và lần trước là Zara thắng. Tức là câu chuyện là bên nào sẽ đẻ quái đường nhanh hơn. Thì Zara bây giờ chắc thuộc dạng gọi là bất trị ở trong rừng rồi đấy. Quan trọng hơn hết là giai đoạn đường như thế nào. Nếu như bên phía của T1 họ tạo được một cái biên độ khó để giúp cho Nelly có được một khoảng thời gian cơ ngay tốt, thì biết đâu đó những sự bất ngờ đó đi trong việc là xâm lăng rừng tạo ra một vài cái vấn đề dành phía bên kia thì nó vẫn có thể thực hiện được. Và đây hãy nhìn ánh đèn màu đỏ đi, nó là rất nhiều. Đúng vậy. Và quan trọng hơn hết là mặc dù lá cờ đỏ nhưng mà rõ ràng năm chàng trai của T1 lại đều là cờ xanh. Chắc chắn rồi. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn rồi, họ cũng sẽ muốn một màu xanh ngày hôm nay, màu xanh chiến thắng. Đúng vậy. Còn trong cái đó với Redis, họ cũng sẽ muốn màu xanh của chiến thắng. Họ cũng sẽ muốn giành được cái chiến thắng trước các thành viên của T1. Thế vì nếu như họ đánh bại được T1, tinh thần của họ sẽ vươn lên rất cao. Nên nhớ đây là đội hình hiện tại đang ở top 4. Và T1 thì đang ở đứng thứ hạng 2, nhớ không làm là như thế nha. Nhớ không làm là như vậy. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với ván thi đấu đầu tiên. Ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán giữa các thành viên của T1 và đối thủ của họ Dragon Nest đã sẵn sàng để bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên. Cả hai đội cũng đều đã có. Tôi đã thấy Owner sẵn sàng với hai pha phi lao nhưng nó không mang lại nhiều kết quả lắm, và anh ta ngay lập tức có một cái icon khóc nhè để có thể kêu gọi thêm vài sự hỗ trợ. Có hai người chạy tới đó có thể kiếm chuyện, đó là Preta cộng với thêm một thành viên nữa. Và cuối cùng sau 3 mũi lao thì Owner cũng đã có được một mũi lao thành công. Liên tục những pha trao đổi duy thức nhưng Spawn đang bị thua một cấp độ. W trúng ngựa Preta. Preta đã giữ chân lại, quay trở lại thì định kiếm nhưng ta đã bị kẹt lại với ba thành viên của đối phương. Một pha trói khá hay, Kiho đang cứ cố gắng tấn công. Faker nhảy lên bắn tẩm ngựa Spawn. Spawn bị dính chiêu cuối, giết ở đó đã có nhưng Faker. Faker nhảy lên người của Kiho. Kiho bỏ chạy, cũng mà xin hỗ trợ thêm khả năng hồi phục. Quăng mũi lao rất đẹp nhưng đáng tiếc không có tay xa để có thể dứt điểm được Preta. 1-0 cho các thành viên của T1. Rất tuyệt vời với tình huống vừa rồi, đó là sự quyết đoán từ Owner và là sự phản ứng nhanh nhạy đến từ Gumayoshi trong một nhịp mà anh ta là người di chuyển trước và để lại Kera ở đường dưới farm lính cùng với Teddy. Bởi vì rõ ràng Teddy cũng không thể nào có áp lực solo kill lên người của Kera được. Và Gumayoshi với lượng sát thương của con bài Senna này, mặc dù không phải là quá nhiều nhưng cái độ đa dụng của nó mang lại là cực kỳ nhiều, với khả năng hồi máu, với khả năng khống chế cứng. Và nó khiến cho vừa rồi thì bên phía của Direct trong những nỗ lực để có thể tranh chấp cua, họ đã phải trả giá bằng việc Spawn phải nằm xuống. Bây giờ Dragoness đang có một cái lợi, thực ra cái lợi này sẽ là cái lợi đảm bảo tương lai cho họ, đó là từ nãy giờ Teddy không hề gặp vấn đề. Anh ta vẫn đang tích số nước mắt rất tốt, anh ta vẫn đang bắt đầu dần dần hình thành những món trang bị. Nhưng mà Spawn thì đang gặp vấn đề khá lớn nha, anh ta đang giành bãi chim với lại Owner, và Owner đang được có lợi thế hơn một cấp độ. Nhảy vào cắn luôn, tóc biến phát đi, có một foul lại nhảy lên tóc được phát Faker dứt điểm với đối phương. Và Kyo đang cố gắng điều những con lính của mình đâm vào người Faker, nhưng hình như lính đang hơi yếu. Bleta đang cắm một con mắt cho nó cẩn thận. Liên tục là những pha trao đổi chi thức mà bên phía của T1 vẫn đang có lời, họ đang khiến cho Zyra nằm xuống liên tục. Họ ăn cả cây của Spawn rồi, họ dứt điểm luôn cả Spawn. Họ không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào để thể thở được cả. Và với tỷ số 2-0 đang phản ánh rất rõ về màn trình diễn của T1 ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Và vừa rồi Faker cũng đã kiếm được một góc nhảy nó tương đối là ảo. Lúc đầu thì tôi đang tưởng rằng là ai đó sẽ là người tìm được cái mạng hạ gục vào Spawn. Nhưng cuối cùng thì lại là Faker nhảy được một cái góc mà tôi nghĩ rằng đã là ngoài tầm bắn của anh ta rồi. Nhưng anh ta vẫn tìm kiếm được vào và lấy được cho mình điểm hạ gục thứ hai. Bây giờ thì Garia gặp khó hay không? Được không đây, tốc biến lên thủy lộ tầm nhiệt vẫn đang bị kẹt trụ, vẫn chưa bắn. Kyria móc một phát vào tường phía bên này thì Brock đang bị đẩy vào bên trong. Anh ta có một kỹ năng nghe khá tốt. Kyria đang mất tương đối nhiều máu, hai tay dài đánh với người Kyria và Kyria đã phải nằm xuống. Người ăn được mà hạ gục đó là Teddy. Khu vực đường trên thì sao? Brock đang một mình cần ba thành viên của đối phương để xem là có ai chạy lên hỗ trợ. Có Leona trong tay của Pleta chạy lên hỗ trợ. Brock đang kêu gọi vài sự giúp đỡ đồng đội của mình. Anh ta đang cần vô cùng nhiều của Messi đang bị chủ bắn. Brock pha này xử lý ông Lim để không đây. Anh ta mất R, anh ta sẽ bị tấn công và ta nằm xuống mèo gom trên Jesus. Nhưng mà nó lại vẫn dịch chuyển kịp và e qua tường phía bên này. Spawn đang kẹt lại và ngay lập tức anh ta đang giữ chân có chiêu cuối để hất tung lên combo đầy đủ, và Spawn là người dứt điểm được trong tình huống vừa rồi. Một bên tham trụ, một bên có mạng gục, chi tiền đều. Nhưng đó là cái trụ một toàn bản đồ thì phải. Và đây là thời điểm trước phút thứ 14, trend đó vẫn là một lượng lớn tiền chảy thẳng vào túi của Zerg trong tiếng vừa rồi. Tôi không nhớ rằng là cái điểm mạng hạ gục đó có phải là điểm shutdown hay không, nhưng nhìn chung thì nó vẫn sẽ là lời hơn dành cho bên phía của T1. Lượng tiền chênh lệch bây giờ nó đã lên tới con số là khoảng chừng 3.000 tiền ở phút thứ gần thứ 14 rồi. Và những món đồ mà các thành viên bên phía T1 cầm trên người bây giờ đang là rất tốt. Zerg đã hoàn thành xong tam hợp kiếm, đã là một kiếm tay ương trên người của Owner. Và Faker thì cũng đã hoàn thành xong được posit thủy quái. Chúng ta có được xem lại tình huống này. Tốc biến qua. Và đó là một cái hình như là tình huống nhảy không dẫm lên đầu đối phương thì phải, đúng không?
Mà thật ra pha đó thì tôi cảm giác là Zeus cũng định nhảy qua tường thôi, chứ ta cũng không định hình là mình sẽ nhảy vào người của đối phương được. Đúng rồi, hơi khó. Bạn không thể nào có một pha xử lý mà ở mức độ mắt binh cỡ như thế. Nghĩ nó cũng hơi quá. Khó. Nó cũng hơi khó với Zeus. Rất khó, bởi vì bây giờ nếu muốn lấy công trình thì bạn sẽ ép lùi đối phương ra trước. Nhưng nếu như chỉ một mình Keho thì rõ ràng sẽ không thể nào áp lực đủ ở Faker được, anh ta bị đu vào. Thái giờ sang thả ra Faker vẫn đang kẹt lại. Keho đang di chuyển tới, tốc biến đẩy ngược về, và cuối cùng thì cũng đã có cái cân để Dragoness họ thành công với câu chuyện này. Họ sẽ cần phải có thêm nhiều hơn nữa so với lại một tình huống vừa rồi, nhưng ít nhất những gì họ cần làm họ đã thành công. Họ thành công nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là hai phép bổ trợ cũng như là những chiều cuối đến từ cả Keho cũng như là Pleta. Và ngược lại thì T1 họ tận dụng rất tốt khoảng thời gian đó để có thể áp lực vào trụ thứ hai ở khu vực đường trên cũng như là đường giữa, và bắt buộc cho bên phía RX cần phải có những lời đáp trả. Nhưng bây giờ họ không còn quá nhiều tài nguyên nữa rồi. Họ sẽ cần phải đánh, họ phải đánh bằng mọi giá. Họ đang muốn gỡ một cái gì đó nhưng quá khó. Câu chuyện công trình và xấu của sâu không, nó băng quăng vẫn đang quá lớn. Một pha nhảy vào đang bị dính giam cầm, người đang gặp nguy hiểm đó là NN đang cố gắng nhảy ra và ta thành công với câu chuyện đó. Chiều cuối bung lên và ngay lập tức còn Scanner nằm xuống. Gumayushi là người dứt điểm được trong thử rồi. Hai dịch chuyển luôn à, ác cái thằng em thế. Và Spawn đang bị tấn công. Tội cho Spawn thật sự. Một cú móc khá thành công tới Carrier để giữ chân Keho lại. Nhưng Spawn vẫn đập kẹt. Spawn đã phải nằm xuống. Faker nhảy lên người Keho. Keho dứt điểm được. Đây là cơ hội cho Hoàng để Sudima dứt điểm được Carrier. Bởi vì Carrier chỉ là một vị tướng chống chịu. Nếu như vị tướng chống chịu dứt điểm và hạ gục được Azir thì hình như là có như vậy thôi. Keho, Keho quá khó cho Azir. Azir play được không đây? Azir không vào play được. 4-5 con lính nhưng rất đáng tiếc là quá trâu. 4-5 lính là không đủ để cho Keho hạ gục được Keria trong tiếng vừa rồi. Mặc dù đã là một con Azir cầm chừng người đã hắc hóa, chứ không phải là không. Đây là tiếng vừa chúng ta nói, nếu như chỉ một mình Keho thôi thì sẽ không đủ để hạ gục Faker. Bắt buộc Direct phải có cực kỳ nhiều người để hỗ trợ cho đường giữa của mình hạ gục được Faker và áp lực được xuống của đường dưới này. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì T1 cũng đã làm cực tốt ở đường giữa và đường trên. Họ lấy được trụ, họ lấy được mạng và lấy được thế, bắt buộc cho bên phía Direct phải đưa người lùi về để phòng ngự. Rồi sau đó bên phía của T1 họ còn dư thời gian để dịch chuyển ra và bắt vào người của Spawn trong tiếng anh ta cố gắng ăn con rồng này. Bên phía DRX vẫn ăn được rồng nhưng họ cũng đã phải để lại những điểm hạ gục. Và Spawn thì không cần bàn tới đó, còn khi một con dài ra mà không có tiếng trước để đỡ thì rất khó. Và Spawn nằm xuống là chuyện đương nhiên. Keho đã xử lý phải nói là mắt tinh nhất có thể rồi. Còn trong tình huống này để coi nào, bao nhiêu con lính đâm vào người của Keria. Một con này, một con, hai con. Hai con lính nó không đủ và Keria là người dứt điểm được. Quá trâu, chứ cái đánh là Keria lên đồ thông minh phết nhờ. Đúng rồi. Tại vì anh ta lên đồ kháng phép đầu tiên. Chính xác, chính xác. Tất cả thành viên của T1 trong ván thi đấu này họ đang chơi tốt. Mặc dù là một ván thi đấu không phải là có quá nhiều điểm mạng hạ gục, nhưng cái cách họ di chuyển, cái cách họ Marco là cực kỳ tốt. Và tình huống mà Keho, anh ta có chiêu cuối nha, để xem anh ta sẽ làm gì. Keho đang đứng kế với cái đĩa mặt buồn và hy vọng có người sẽ hỗ trợ. Ok, đã vui hơn rồi, gương mặt này đã vui hơn rồi. Có người chạy đến để hỗ trợ thêm. Đây là 3-1. Rock đang mất từ đó nhiều mẫu phong móc vào từ The Carrier. Carrier giữ chân lại bởi chiêu cuối. Một Scanner đang lướt tới đây để tấn công. Cú giam cầm được bật lên và giam giữ Carrier bên trong 4 thành viên, 5 thành viên của đối phương. Và lập tức đã có mạng gục cho Dragoness. Sự hỗ trợ rất tốt để mang lại cho Dragoness một cái dấu hiệu tích cực. Nhưng mà ăn con Baron này được không nhờ, vẫn đang suy nghĩ khá kỹ. Faker đang đứng để có thể chặn. Faker đang muốn tạo ra một cái sự bất ngờ khá lớn. Nhưng chuyện đó nó không diễn ra. Và Dragoness hữu quyết định là không ăn con Baron trong thử này. Và hình như cái bẫy của Honor vừa rồi làm chậm nhịp của đối phương. Frog đang đứng từ đằng sau. Anh ta đang nhắm con mồi của mình. Anh ta quăng đá và anh ta bị phát hiện. Anh ta lái qua phía bên phải, anh ta là Faker. Anh ta đang bị giữ chân lại, anh ta bị đẩy ra. Anh ta xin một cú giam cầm chứ là không trúng. Thôi đánh vài thông nổ đi anh. Anh ta đánh được vài thông nổ. Phía bên này thiên đình kiếm khá thành công và đẩy được vào từ rất hay. Và Zed đang cầm lùi ra một tí xíu. Faker đang muốn bắn. Lượng sát thương dồn nó không bao nhiêu cả. Một pha né được mũi lao khá tốt. Plata đang lựa góc để có thể tấn công tiếp. Keria móc vào tường. Quy đến từ Honor thì đến giờ nó vẫn chưa trúng. Cần phải có vài xử lý chuẩn xác. Thái giờ sang giữ cho được Kumasi. Kumasi sử dụng thanh đại tốc lên bắn được Teddy và ta chết được đối phương. Thiên định kiếm vừa rồi của Plata đã không trúng. Faker bị dính khá nhiều kỹ năng định hướng của đối phương. Teddy đang cần phải lùi. Honor quăng 15 một lượt nó không trúng. Và 7-6 giờ phía của T1. Dragoness lại một lần nữa giao tranh thành công. Rất tuyệt vời. Và đây là những gì mà chúng ta đã nói ở trong khoảng gian trước đó. Đó là khi mà đánh 5 năm như vậy, khi mà bên phía T1 không tìm được tiếng nói chung trong những tình huống mở giao tranh thì rất khó. Sẽ là khoảng trống cực kỳ nhiều khi mà Keho, khi mà Teddy được thoải mái xả thương trong nhịp vừa rồi. Và trong nhịp mà bên phía T1 muốn rút lui thì Gumasi đã phải bỏ mạng trong tiếng đó. Còn Faker, anh ta đang là người được cử xuống đẩy khu vực này, nhưng lại quyết định biến về. Bên phía T1 không muốn buông bỏ Baron. Ở đây muốn tấn công một khu vực khang Baron nó sẽ tương đối mạo hiểm. Zeus đang chuẩn bị một con A khổng lồ. Baron đã có cái Tico Dragoness. Liệu là T1 muốn đánh hay không? Đây họ đang muốn đánh. Honor đang di chuyển tới liên tục quăng mũi lao, nhưng từ nãy giờ nó vẫn chưa trúng. Zeus dịch chuyển xuống khu vực dưới chỉ để nhằm đúng mục đích là lấy công trình mà thôi.
anh ta sẽ có được cái công trình này. Một lượng lớn máu của cái trụ thứ hai đường dưới đã bị Faker bào đi từ trước, cái nhịp anh ta biến về. Thiên Văn không thành công trong việc cạnh tranh con rồng đó khi lượng sát thương đến từ bên phía của Direct bây giờ là rất nhiều rồi. Nhưng họ cũng đã có một điều mình muốn, đó là hai trụ ngoài ở dàn ở hai bên đường cánh sẽ là một cái tầm nhìn, lượng tầm nhìn cực kỳ lớn mà T1 đã tước đi khỏi bên phía Direct. Vẫn đang là một trận đấu vô cùng căng thẳng và Spawn vừa đang di chuyển liên tục để tạo ra những cái khả năng áp đặt. Ui, cùng bắn sang hai thành viên rất đẹp. Và Rogenes vẫn đang tiếp tục tạo lực. Họ vẫn đang nung nấu ý định là lấy được cái trụ. Nhưng hình như người đang cản lính đi vào là Zeus và không ai cản anh ta cả. Anh ta phá được đợt lính khu vực giữa, đồng nghĩa việc là hơi bị thiếu lính cho nên phía Rogenes có thể giải quyết được công trình tiếp theo ở đường giữa. Họ chuyển sang đường trên, họ sẽ thành công với câu chuyện đó mà không có gì có thể cản được họ cả. Pha di chuyển rất hay đến từ Zeus để ngăn chặn ý đồ đẩy thẳng đường giữa đến từ phía Direct. Lượng đồ trên người của Order là cực kỳ nhiều. Nãy giờ chúng ta thường xuyên nói về Faker, nói về Human UC và cả Zeus nữa, nhưng quên nói về Order. Và anh ta đang có được 3 món trang bị, trong đó có một vũ khí thủy cực kỳ khỏe như các bạn Nearly này. Và để xem đây là con rồng tiếp theo. Zeus đang là người ăn. Còn Direct họ không muốn cho bên phía Thiên Văn có tất cả mọi thứ. Họ đã muốn kiểm soát triệt để tầm nhìn của anh Baron. Họ có thông tin á, họ có thông tin là bây giờ chắc là Na đang ăn, Teddy đang bắn liên tục và ta đang muốn trao đổi với Tekaria là người hưởng còn lại. Faker né được ra khỏi khung ánh sáng. Còn Honor đang cần một có những pha vẩy ốp và nó là kinh khủng nha. Nếu như một pha vẩy đẹp thôi là anh ta lấy được một lượng máu lớn của đối phương. Từ đó một cái thế gọng kim đến từ T1 sẽ dễ mở hơn nữa. Teddy hình như là cũng bị dính một cú rồi thì phải. Anh ta mất máu rất nhiều từ nãy giờ anh ta đi qua đi lại. Bây giờ đập bẫy của Honor thôi là cũng gặp vấn đề nữa chứ không phải là không. Rất khỏe đến từ bài Nearly này rồi. Vẫn đang là bài toán tương đối khó xử dành cho bên phía Direct. Họ cần phải có được đầy đủ 5 thành viên ở trong một tiếng giao tranh nào đó. Nếu như không thì đây, ui, thành từng người đấy một. Còn trong đó Teddy quay ra là tấn công lấy được tóc biến của Mayushi. Vô đang cần phải lùi ra, cũng sẽ bắt đầu không trúng thủy lôi tầm nhiệt để hất tung Vô lên. Trong khoảng thời gian này đã có Bro thì cái quan họ đang lùi. Còn trong đó Z đánh nhà cho anh Brock thì hình như không có cách nào có thể làm được gì so với lại Zed cả. Bakuna sẵn sàng khổng lồ lên đánh nhau. Brock sẽ làm gì đây? Brock đang muốn cản phía cánh lại. Honor đã thấy quăng mũi lao ra giữ chân lại bay vào cắn. Và Blair ta đã phải nằm xuống. Cơ hội cho Honor là đây. Honor sẵn sàng cầm người Spoon nhưng Spoon mất tóc biến được là bỏ chạy một cú dịch chuyển đến từ Faker để tạo ra một tư thế ép gọng kim ở hai bên cánh. Và Ted đang bắn phía bên trên để hỗ trợ thì khu vực dưới lấy ai ra mà thủ có Kiho. Nhưng Kiho cũng chạy lên trên để mục đích là phòng thủ được cái nhà lính. Kiho đang đâm liên tục nhưng những con lính của anh ta quay quá. Anh ta bị gây sát thương liên tục. Giật tóc biến lên tới các người Kiho. Anh ta biết tôi giáp thiên thần. Lấy được đồng hồ giam thần đổi đồng hồ Faker nhảy lên và tìm cách để có thể lùi về được. Kiho đang phải nằm xuống, Brock đã bị tấn công. Một pha nhảy lên người của đối phương. Teddy hạ gục được Honor bay vào cắn. Honor đang liên tục có những tình huống tỏa sáng của bản thân mình. Faker nhảy lên bắn với người của Spawn. Spawn sẽ phải bỏ chạy. Nhà chính đã nổ. Trận đấu ván đầu tiên cũng đạt kết thúc 1-0 cho T1. Một ván thi đấu rất mãn nhãn đến từ cả hai bên. Một ván thi đấu nặng về macro và rất ít những tình huống di chuyển sai lầm cá nhân, nếu như không muốn nói là không có tình huống nào cả. Bên phía T1 họ làm tốt trong đoạn đi đường, họ khiến cho con Nearly của Honor mặc dù không có được quá nhiều những tình huống ganh đột biến nhưng ta dần dần áp lực được về Spoon, về cái lượng chỉ số có rừng. Còn ở cánh ngược lại thì bên phía DX cũng rất nỗ lực để có thể câu giờ cho Kiho cũng như Teddy chạm tới cái ngưỡng trang bị của mình.